chào mừng các bạn đến với website của VAI, nền tảng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo dành cho người Việt. VAI là một công cụ tạo video tự động, dễ sử dụng và hiệu quả, cho phép người dùng từ doanh nghiệp lớn tới các tác giả nội dung cá nhân biến ý tưởng của mình thành hình ảnh và chia sẻ câu chuyện của họ với thế giới. VAI giúp tạo ra video cho mục đích bán hàng, giới thiệu doanh nghiệp một cách tự động. Người dùng chỉ cần nhập kịch bản hoặc yêu cầu về nội dung, VAI sẽ tự động tạo ra video theo đúng yêu cầu. Thậm chí, sau khi tạo ra video, VAI còn cung cấp cho người dùng biết thông tin về các chỉ số cần bổ sung, thay đổi hoặc đề xuất chỉnh sửa nội dung để video dễ dàng lên xu hướng trên các trang mạng xã hội. VAI cung cấp 3 gói dịch vụ, gói miễn phí, gói tiêu chuẩn và gói không giới hạn. Đối tượng mục tiêu của chúng tôi bao gồm những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, các startup nhỏ và vừa có nhu cầu tạo video giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Với tầm nhìn trở thành ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tạo video tự động bằng trí tuệ nhân tạo, chúng tôi tin tưởng rằng VAI sẽ đem đến cuộc cách mạng mới cho lĩnh vực marketing và quảng cáo bằng video. Bằng việc kết hợp sự đơn giản, sáng tạo và chất lượng nội dung, VAI không chỉ giúp người dùng tạo ra video chất lượng cao mà còn làm cho quá trình đó trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Hãy cùng VAI biến câu chuyện của bạn thành video hấp dẫn ngay hôm nay. VAI, sáng tạo là không giới hạn. Đây là giao diện trang chủ website của VAI, cung cấp các thông tin tổng quan về tính năng chủ đạo của VAI, kho mẫu video, các chức năng đặc biệt của công cụ, hệ thống bảng giá dịch vụ. Đầu tiên, để sử dụng AI bạn cần đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, click chọn nút đăng ký, bạn có thể chọn đăng ký bằng tài khoản Google, TikTok, Facebook hoặc nhập email và mật khẩu dưới đây để đăng ký. Sau khi đăng ký tài khoản, tại trang chủ để đăng nhập bạn hãy click nút đăng nhập. Bạn cũng có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản Google, TikTok, Facebook hoặc nhập email, mật khẩu dưới đây và click nút đăng nhập. Hệ thống sẽ thông báo nếu bạn nhập sai mật khẩu. Trường hợp quên mật khẩu, click chọn dòng quên mật khẩu, tiếp theo nhập email đăng ký và click nút nhận mã. Hệ thống sẽ gửi mã code gồm 4 chữ số vào email đăng ký của bạn. Nhập mã code vào đây và chọn tiếp tục. Tiếp theo nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới và click nút tiếp tục để vào trang điều khiển cá nhân. Đây là giao diện trang điều khiển cá nhân. Tại đây bạn có thể dễ dàng truy cập vào các dự án video đã tạo trước đây. Ngoài ra bạn cũng có thể mời và cấp quyền cho thành viên khác cùng tham gia để tạo video. Để chỉnh sửa thông tin cá nhân, click chọn biểu tượng ảnh profile trên góc phải màn hình, tiếp theo chọn trang cá nhân. Tại đây bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân và lưu lại thay đổi. Để thay đổi mật khẩu, click chọn mật khẩu, tiếp theo nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và click chọn lưu thay đổi để cập nhật mật khẩu mới. Để tạo mới video, bạn có thể sử dụng một trong hai chức năng, lệnh tạo video và mẫu tạo video. Để tạo video bằng lệnh, click chọn nút lệnh tạo video để vào giao diện chatbot. Đây là giao diện chatbot của VAI, bạn có thể tạo ngay video theo mẫu video trending mà VAI đề xuất hoặc tạo video từ câu lệnh. Ví dụ tôi sẽ nhập câu lệnh yêu cầu VAI làm một video hướng dẫn huấn luyện chó bằng tiếng Anh. Tiếp theo nhấn vào nút gợi ý để chọn tỷ lệ khung hình, nền tảng upload video và phong cách video mà bạn muốn rồi nhấn nút gửi hoặc enter. VAI sẽ phân tích yêu cầu của bạn và đề xuất câu lệnh chi tiết để tạo video. Nếu bạn thấy câu lệnh đề xuất chưa sát với yêu cầu cụ thể, trường hợp này nội dung đang được VAI viết bằng tiếng Việt, hãy tiếp tục nhấn nút tạo lại phản hồi. VAI sẽ đề xuất nội dung phù hợp hơn bằng tiếng Anh theo sát với yêu cầu ban đầu. Bạn có thể tùy chỉnh lựa chọn nội dung đề xuất giữa các lần phân tích và click chọn nút đánh giá về chất lượng nội dung để VAI hiểu nội dung bạn chọn là phù hợp. Khi đã chọn được nội dung phù hợp thì nhấn nút tạo video. VAI sẽ đề xuất các lựa chọn video khác nhau cho bạn lựa chọn. Click vào video bạn muốn để xem trước. Training your dog can be a fun and rewarding experience for both you and your furry friend. Bạn cũng có thể tùy ý thay đổi âm lượng video, phóng to video. Để chỉnh sửa nhanh video, click chọn nút chỉnh sửa. Tab chỉnh sửa video sẽ xuất hiện bên phải màn hình, cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc chủ đạo. Giọng đọc: Xin giới thiệu công cụ tạo video. Xin giới thiệu công cụ tạo video. Cảm xúc: Nhạc nền. Ngôn ngữ giọng đọc: Tiêu đề, nội dung chữ, thay đổi video và lời dẫn giọng đọc cho từng phân đoạn trong video của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để thay đổi hình ảnh hoặc video cho một phân cảnh bất kỳ, click nút thay đổi hình, video theo một trong ba cách sau đây. Cách thứ nhất, bạn có thể tìm kiếm hình ảnh, video trong kho dữ liệu hệ thống, tiếp theo chọn video bạn muốn và click nút cập nhật để lưu thay đổi cho phân cảnh.
Cách thứ hai, sử dụng chức năng tạo hình AI, click chọn tab tạo hình AI, nhập từ khóa lệnh, sau đó click biểu tượng Magic Wand để hệ thống đề xuất hình ảnh, video liên quan. Tại đây bạn cũng có thể tùy chọn các phong cách cho hình ảnh, video của mình, nhớ click biểu tượng Magic Wand để thực hiện thay đổi. Ngoài ra, bạn còn có thể click nút tạo ảnh động dựa trên hình ảnh AI đã tạo, click nút cập nhật để lưu thay đổi cho phân cảnh. Cách thứ ba, bạn có thể tải lên video lưu sẵn trên máy tính bằng cách click chọn tab tải lên, tiếp tục click nút tải hình, video lên, chọn video bạn muốn tải lên và nhấn import, tiếp theo click nút cập nhật để lưu thay đổi cho phân cảnh. Cuối cùng, tiếp tục click nút cập nhật ở đây để hoàn tất chỉnh sửa nhanh video. Để chỉnh sửa chi tiết hơn cho video, click nút chỉnh sửa, sau đó bạn hãy chọn một phân cảnh bất kỳ và click nút thay đổi hình, video. Tiếp theo chọn chỉnh sửa chi tiết. Lúc này tab chỉnh sửa sẽ hiển thị thêm một số công cụ chỉnh sửa nâng cao rất thú vị cho video của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn tab nội dung, chọn một mẫu sticker và kéo thả vào video, sau đó tùy ý thay đổi nội dung. Tại tab thiết kế, bạn có thể chọn mẫu thiết kế cho phân cảnh, hoặc có thể thêm đối tượng tùy chỉnh cho phân cảnh. Tại tab nhạc nền, bạn có thể tùy ý lựa chọn những bản nhạc trending do hệ thống đề xuất. Hoặc click nút tìm nhạc phù hợp cho video, hệ thống sẽ lọc ra những bài nhạc trending phù hợp với thời lượng và phong cách video của bạn. Việc thêm nhạc trending giúp video của bạn dễ dàng lên xu hướng hơn trên mạng xã hội. Tại tab hiệu ứng, bạn có thể chọn đối tượng và thêm hiệu ứng chuyển động để video thêm sinh động hấp dẫn. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc cho chữ, định dạng chữ. Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho toàn phân cảnh, bạn chọn tab cả trang và chọn loại hiệu ứng chuyển cảnh. Tiếp theo, hãy click nút play để xem trước kết quả chỉnh sửa. Sau khi đã vừa ý, bạn có thể click nút trình chiếu để xem lại toàn bộ video trước khi tiến hành xuất video. Ngoài ra, VAI cung cấp chức năng phân tích xu hướng. Bạn có thể xem trước video của mình theo định dạng dọc và ngang trên điện thoại. Chức năng này sẽ phân tích tất cả các thuộc tính của video bạn đã tạo và đề xuất những yếu tố cần điều chỉnh để video của bạn dễ dàng lên xu hướng trên các trang mạng xã hội hơn. Mức độ tối ưu của video sẽ được biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm. Sau khi đọc phân tích xu hướng, bạn có thể quay lại chỉnh sửa để tối ưu hơn cho video, hoặc có thể chọn lưu video nếu đã hài lòng. Tiếp theo chọn chất lượng, định dạng và tốc độ khung hình rồi nhấn nút xuất video. Tiếp tục nhấn tải xuống để tải video với watermark. Lưu ý, các lựa chọn cao cấp hơn chỉ áp dụng cho thành viên cấp tiêu chuẩn và không giới hạn. Để tạo video theo mẫu, click chọn nút mẫu. Với kho dữ liệu hơn 50.000 mẫu video về hơn 100 lĩnh vực ngành nghề khác nhau, bạn có thể thỏa sức lựa chọn và tinh chỉnh một cách nhanh chóng cho việc sáng tạo nội dung video. Bạn có thể lựa chọn mẫu dạng video hoặc hình ảnh. Bạn cũng có thể tìm kiếm chủ đề video hoặc hình ảnh theo từ khóa tại đây, hoặc có thể lọc theo từ khóa đề xuất dưới đây. Sau khi chọn được mẫu mình muốn, bạn click chọn nút xem thêm. Tại đây bạn có thể di chuyển qua lại giữa các video mẫu liên quan do hệ thống đề xuất. Để xem trước video, click nút play. Ngoài ra bạn có thể tắt mở âm thanh, phóng to video xem trước. Nếu đã ưng ý với mẫu, click nút dùng mẫu này để vào giao diện chỉnh sửa. Sau khi đăng nhập, để mua gói dịch vụ cao cấp, click chọn nâng cấp ngay. VAI cung cấp cho khách hàng hai hình thức thanh toán, một lần và định kỳ. Với thanh toán định kỳ, bạn có thể chọn thanh toán định kỳ theo tháng hoặc theo năm. Để tiến hành thanh toán, click chọn gói phù hợp để vào trang thanh toán. VAI cung cấp các phương thức thanh toán bằng ví Momo, VNPay và các loại thẻ tín dụng. Để thanh toán bằng ví Momo, bạn hãy tích chọn ví Momo tại phần thiết lập thanh toán của bạn, tích chọn thêm một suất hóa đơn nếu bạn cần suất hóa đơn. Tiếp theo click nút tiếp tục thanh toán. Sử dụng chức năng QR scan trên Momo của bạn để scan mã QR tại đây và tiến hành thanh toán. Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo hoàn thành. Để thanh toán bằng ví VNPay, bạn hãy tích chọn phần VNPay tại phần thiết lập thanh toán của bạn, tích chọn thêm một suất hóa đơn nếu bạn cần suất hóa đơn. Tiếp theo click nút tiếp tục thanh toán. Sử dụng chức năng QR scan trên VNPay của bạn để scan mã QR tại đây và tiến hành thanh toán. Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo hoàn thành. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn hãy tích chọn phần thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế tại phần thiết lập thanh toán của bạn, tích chọn thêm một suất hóa đơn nếu bạn cần suất hóa đơn. Tiếp theo click nút tiếp tục thanh toán, điền đầy đủ thông tin thẻ và click nút tiếp tục thanh toán. Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo hoàn thành. Bạn có thể truy cập các trang thông tin dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin về VAI. Nếu có thắc mắc gì về tính năng hoặc đóng góp ý kiến, hãy
hãy truy cập mục trung tâm trợ giúp. Tại đây bạn có thể tìm thấy một số gợi ý về những câu hỏi thường gặp của người dùng hoặc mô tả cụ thể vấn đề của bạn tại đây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào mục hướng dẫn để xem các video hướng dẫn chi tiết về tính năng của VAI. Bạn cũng có thể tham khảo và đăng ký chương trình tiếp thị liên kết để kiếm thêm thu nhập tại VAI. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe toàn bộ những tính năng của VAI. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không ngừng phát triển và cập nhật những tính năng ưu việt và vượt trội hơn để tối ưu trải nghiệm người dùng. VAI cung cấp những tính năng tạo video thông minh và cực kỳ dễ sử dụng. Một sự thật bạn chưa biết chính là video bạn đang xem được thực hiện hoàn toàn bởi VAI. Còn chờ gì nữa, hãy đăng ký tài khoản VAI ngay hôm nay và cùng chia sẻ những nội dung video sáng tạo của bạn đến toàn thế giới. VAI, sáng tạo là không giới hạn.